nhưng mà nó không có hôn. Nó được đường nó hơn người ta đến 4-5 tuổi nhỉ, mà nó bị lừa sớm quá. Đây nó cũng là lỗi của em, con bé nó chạy đâu mất thời gian. Thế thì em thương thằng Quân quá, vì hai anh em lên học và thằng Anh nó không được đùm bọc em lắm, nó bỏ đi chơi sớm quá. Có hôm em ngồi nói chuyện với thằng Quân mà ai thì cho ông nhau khóc thương nó quá. Hôm đấy vợ em về quê mà thằng Quân bị nó bị thằng Thông nó bỏ rơi, thế nên hai thầy trò ôm nhau khóc khổ. Chứ anh bạn thôi chứ hai đứa nó thì được cái là lùn như nhau. Thế nhưng mà các cháu nó ngoan. Em trêu thôi nhá, chứ không ra ngoài kia là hai bố con em mâu thuẫn. Ra ngoài không chỉ cho bố. Nào, cậu anh hay cậu em để hay cả hai cho em cho ha. Hôm nay Quân muốn nói gì với bố của mình? Hai người đàn ông. Không,